Xin chào các bạn. Trước mặt mình là ánh đèn của một chiếc máy bay vận tải quân sự đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là một chiếc C-130 của không quân Mỹ. Như mình đã nói trong video về các loại máy bay của Mỹ có thể đến Hà Nội trong dịp chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, thì hai loại máy bay vận tải quân sự có thể gặp được là C-130 và C-17. C-17 thì đã đến nhiều rồi, nhưng đây là chiếc C-130 đầu tiên đến Hà Nội trong dịp này. Tiếc là chiếc này đến Hà Nội khi trời đã tối và mình lại không mang theo máy ảnh nên rất khó nhìn. Đây là biến thể C-130G, biến thể hiện đại hóa, có tên gọi là Super Hercules. Chiếc này sử dụng bộ cánh quạt gồm 6 lá thay vì 4 lá như các phiên bản đời cũ hơn, và nó có thân dài hơn. Trước khi chiếc C-130G của không quân Mỹ hạ cánh thì đã có một chiếc C-17 hạ cánh trước. Tuy lúc này thì trời cũng đã tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của chiếc máy bay. Một chiếc máy bay với thân hình mập ú, cặp cánh gắn cao ở trên lưng và đuôi hình chữ T quen thuộc của các loại máy bay vận tải quân sự. Lần này thì mình chọn góc quay ở ngay dưới bụng của chiếc C-17. Động cơ của nó nghe rất đã phải không các bạn? Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 11 trái sân bay quốc tế Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.